Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Một trận lụt lớn xảy ra một lần trong 30 năm trên dòng chính của sông Minh Giang ở Phúc Kiến. Từ 8 giờ ngày 18 tháng 6 đến 8 giờ ngày 19, các khu vực phía Nam như Đông Hồ Nam, Trung Giang Tây, Trung và Bắc Phúc Kiến, Đông Nam Tứ Xuyên và Bắc Quảng Tây lại đổ mưa bão. Lượng mưa tối đa là 252mm ở Xuân Trang, Phúc Kiến, 230mm ở Lichuan, Jiangxi và 120mm ở Sao Đông, Hunan. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính của sông Minh Giang ở Phúc Kiến và các phụ lưu của nó là Futuxi, Jiangxi, Shaanxi và Yongxi, Xianjiang và Yuanjiang ở Hồ Nam, Ganjiang và Tân Cương ở Jiangxi và Liujiang ở Quảng Tây đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo mực nước. Lũ lụt trong 30 năm mới xảy ra một lần. Hồ Đông Tinh và hồ Poyang của sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi dòng lũ từ các nhánh thượng nguồn. Mực nước lên chậm nhưng vẫn thấp hơn mực nước cảnh báo hơn 2m và mực nước của dòng chính của sông Huxiang ở Quảng Tây lại tiếp tục xuống chậm. Mực nước đỉnh lũ là 73,51m trên mực nước cảnh báo 7,51m và dưới mực nước đảm bảo 0,39m. Và lúc 2 giờ ngày 19, lưu lượng tối đa của hồ Thủy Khẩu trên dòng chính của sông Minh Giang là 31.900m3 mỗi giây và chu kỳ quay lại là 30 năm một lần. Bộ Chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã điều động một cách khoa học hồ chứa Thủy Khẩu để giảm các đỉnh lũ của dòng chính sông Minh. Khả năng kiểm soát lũ hiện có của vùng cửa chính của dòng chính sông Minh Giang đã đạt hơn 50 năm và lũ hiện đang rút đi một cách an toàn. Để đối phó với điều kiện mưa lớn hiện nay, điều kiện lũ lụt và thiên tai ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác, Tổng cục Quốc phòng đã ban hành thông báo về việc làm tốt công tác phòng chống mưa lớn và làm một việc tốt ở thông báo khẩn cấp. Vào tối ngày 18 tháng 6, thông báo khẩn cấp yêu cầu các tỉnh và khu vực liên quan tăng cường hơn nữa công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tăng cường tham vấn, nghiên cứu và nhận định, điều động một cách khoa học các dự án phòng chống lũ lụt, tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khẩn cấp các bộ phận xung yếu của hồ chứa, đê điều, đặc biệt là làm tốt công tác đảm bảo an toàn hồ chứa khi có mưa lũ. Hiện tại, các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và các khu vực phía Nam đã tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, cứu hộ các hồ chứa, đê điều, nỗ lực phát hiện và xử lý sớm các tình huống nguy hiểm. Trong đó, hai tỉnh Quảng Tây và Giang Tây đã phát hiện nguy hiểm, các tình huống như rò rỉ nước hồ đập, tràn, mái tràn đã được khắc phục khẩn cấp, những tuyến kè sông chính chưa xảy ra nguy hiểm lớn. Dự báo, vùng mưa phía Nam tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, rìa trước tăng nhẹ lên phía Bắc, lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu và các nơi khác, cường độ có thể còn mạnh hơn hôm qua. Tổng cục Quốc phòng đã đến Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây để tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn chính quyền các địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ lúc 8 giờ ngày 19 tháng 6, trận mưa lớn kể từ ngày 13 tháng 6 đã gây ra 551 vụ tại 9 tỉnh phía Nam gồm Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. 10.000 người bị ảnh hưởng, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 285.000 ha, 90 người chết, 50 người mất tích, 55.600 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 8,9 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại trực tiếp về kinh tế do nước, các dự án bảo tồn là 2,35 tỷ nhân dân tệ. Bị ảnh hưởng bởi sự trao đổi của dòng chảy lạnh và ấm, từ đêm ngày 10 đến ngày 13, khu vực miền Trung và miền Bắc của Phúc Kiến đã trải qua quá trình mưa liên tục mạnh nhất trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lưu vực sông Mân Giang đã trải qua lũ đầu tiên kể từ mùa lũ năm nay và một số nhánh đã trải qua lũ vượt quá mực nước cảnh báo. Vào ngày 12, mưa lớn đã đổ xuống ở khu vực miền Trung và Bắc Phúc Kiến. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày 12 đến 7 giờ ngày 13, toàn huyện có 21 huyện thành phố có lượng mưa từ 25 đến 49,9mm, 19 quận huyện thành phố có lượng mưa từ 50 đến 99,9mm. Ở Tain, Yanin và Yoshi là hơn 100mm.
chiều ngày 13, trụ sở Phòng chống lũ lụt và Hạn hán tỉnh Phúc Kiến tổ chức hội nghị truyền hình về công tác phòng chống lũ lụt trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai sâu rộng hơn nữa công tác phòng chống mưa bão. Giang Ji Ying, Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Phúc Kiến đề xuất tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm tình trạng nước mưa, tăng cường kiểm tra và điều động dự án, nghiêm cấm việc trữ nước vượt giới hạn lũ trong các hồ chứa, đảm bảo an toàn các hồ chứa và đập vào các công trình đang thi công trong mùa mưa lũ, tăng cường quan trắc tai biến địa chất, cảnh báo sớm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tăng cường tổ chức lực lượng ứng phó, cứu nạn khẩn cấp để đảm bảo triển khai các lực lượng cứu nạn, cứu hộ bất cứ lúc nào để đối phó với các tình huống nguy hiểm và ứng cứu thảm họa. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, trong ngày 13 tại Nam Bình, Tam Minh, Ninh Đức, Long Nham và Phúc Châu sẽ có mưa rào vừa đến mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to và dông vài nơi. Các thành phố còn lại nhiều mây có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa to đến rất to cục bộ. Đồng thời, Đài quan sát khí tượng Phúc Kiến lại phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 13. Dự kiến các hoạt động sấm sét sẽ xảy ra tại một số quận và thành phố Nam Bình, San Minh và Long Nhan trong 6 giờ tới, kèm theo 6-8 cơn dông và gió giật mạnh. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào ngày 21 cho biết cùng ngày, lũ sông Minh Giang đã hoàn toàn giảm xuống và tình trạng nước của các con sông khác đã ổn định. Có thể thấy từ điều kiện nước sông do Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến tiết lộ rằng vào lúc 6 giờ ngày 21, mực nước của Futun Creek đã giảm xuống dưới mực nước đảm bảo. Mực nước tại trạm Street là 98,07m, chỉ cao hơn mức đảm bảo 0,07m. Mực nước tại trạm Minjiang Phan Phu Men là 70,3m, cao hơn mức cảnh báo 4,3m. Mưa to đến rất to đã xảy ra ở phía tây bắc Phúc Kiến vào ngày 20. Theo thống kê, từ 6 giờ ngày 20 đến 6 giờ ngày 21 có 6 quận và lượng mưa từ 25 đến 49,9mm và 7 quận có lượng mưa từ 50 đến 99,9mm với lượng mưa 85mm, Yanjiang 82mm và Yushan 80mm, Fucheng 76mm, Jianning 60mm, Tianning 59mm, Shangwu 53mm. Báo cáo thời tiết mạnh trong thời gian ngắn do Cục Khí tượng Phúc Kiến công bố lúc 16 giờ chiều cho thấy lượng mưa ở Phúc Kiến đã suy yếu và một số quận ở thành phố ở Ninh Đức, Trương Châu và Tuyền Châu có lượng mưa mạnh trong thời gian ngắn kèm theo sấm sét và gió mạnh từ 6 đến 8 độ Richter. Phúc Kiến nên tiếp tục phát ra cảnh báo mưa bão và cảnh báo dông lốc ở phía Tây Bắc Bộ. Trước tình hình ngập lụt tại các khu đô thị chính của 4 quận và thành phố Nam Bình gồm Quảng Trang, Shaohu, Yanu và Yiyang, Phúc Kiến yêu cầu các cơ sở y tế và phòng chống dịch bệnh tổ chức ngay lực lượng huy động thuốc khử trùng để xử lý các công trình dân cư bị ngập lụt, trường học, nhà trẻ, bệnh viện và các khu vực đông dân cư khác. Động đất ở Sunan. Trận động đất ở Sunan xảy ra vào 16 giờ 32 phút ngày 30 tháng 10 ở 38 độ vĩ bắc và 102,0 độ kinh đông, tức là trận động đất cấp độ 5 độ Richter tại thị trấn Hoàng Thành, huyện tự trị Sunan Jugu, tỉnh Cam Túc. Toàn bộ kinh thành bị chấn động mạnh. Sau trận động đất, đảng ủy và chính quyền huyện Tô Nam rất coi trọng, lập tức đưa ra phương án khẩn cấp, khẩn trương bố trí triển khai công tác điều tra, cứu trợ thảm họa. Theo báo cáo từ Cục Động đất của quận tự trị Sunan Jugu, thành phố Jiangye, thành phố Wuwei và thành phố Jinchang, trận động đất xảy ra mạnh ở quận Liangzhu của thành phố Wuwei và cư dân bỏ chạy ra ngoài trời. Quận Yongchang cảm thấy rất rõ, cư dân phía trên tầng 2 của quận Jinchuan, thành phố Jinchang cảm thấy chấn động. Theo báo cáo của Cục Địa chấn Jiangye, theo điều tra và thống kê sơ bộ của đội ứng phó khẩn cấp tại chỗ và chính quyền thị trấn Hoàng Thành, 397 ngôi nhà ở thị trấn Hoàng Thành, huyện Tô Nam bị nứt nhẹ hoặc bong chóc tường do động đất, đèn và đồ dùng trong một số tòa nhà bị rung chuyển, 34 nhà kho có vết nứt nhỏ, các kho chứa củi riêng lẻ bị sập, kính của một số lán bằng khung thép bị vỡ. Tất cả các khu vực khai thác của mỏ than Yutaling đã ngừng sản xuất và không có nhân viên nào làm việc dưới lòng đất, không có thương vong về người và động vật trong trận động đất, sản xuất và đời sống của người dân cơ bản trở lại bình thường. Lúc 17 giờ 20 phút, Cục Động đất tỉnh đã cử một đội cấp cứu tại chỗ gồm 17 người đến hiện trường để tiến hành điều tra khẩn cấp thiệt hại do động đất gây ra và đánh giá tổn thất. Cả Cục Địa chấn Wuwei và Cục Địa chấn huyện Yongchang đã cử người đến khu vực động đất để điều tra và tìm hiểu tình hình.
kể từ năm 1900 đã có nhiều trận động đất xảy ra trong và gần vùng tâm chấn. Năm 1927, trận động đất ở Gulang là 8 độ Richter, năm 1928 là 6 độ Richter, Tianzhu là 5,3 độ Richter và năm 1984 là 6,4 độ Richter, ở Mingyuan vào năm 1986 và 5,2 độ Richter vào năm 1991. Đây là khu vực có nhiều trận động đất hoạt động hơn từ trung bình đến mạnh hoặc cao hơn. Tâm chấn của trận động đất này nằm ở thị trấn Hoàng Thành, huyện Tô Nam, ở chân phía bắc của dãy núi Kilian, cách huyện Lương Châu, thành phố Huawei khoảng 60 km về phía đông, cách huyện Vĩnh Sương 30 km về phía bắc và 6 km từ hồ chứa Hoàng Thành ở phía tây. Hồ chứa Hoàng Thành không bị hư hại, mỏ than Yutaoling gần đó đã ngừng sản xuất với 90 m đường bị biến dạng và sụp đổ và không có người làm việc dưới lòng đất. Theo điều tra sơ bộ của nhóm công tác hiện trường động đất và chính quyền thị trấn Hoàng Thành, khoảng 60% số nhà ở thị trấn Hoàng Thành đã bị hư hại, đèn và lồng đèn trong một số tòa nhà bị rung chuyển và 34 trường trại bị hư hỏng. Các vết nứt thường xảy ra ở những ngôi nhà gần tâm chấn ở quận Vĩnh Sương. Hoàng Thành có dân số khoảng 8.000 người, tâm chấn nằm ở trong khu vực ít dân cư hơn. Hôm nay, trời vẫn còn tuyết rơi tại khu vực động đất gây ra một số khó khăn cho công tác cứu hộ. Tính đến 4 giờ chiều ngày hôm nay, có tổng cộng 17 dư chấn được ghi nhận, trong đó lớn nhất là 2,9 độ Richter. Kể từ tháng 3 năm nay, tổng cộng 8 trận động đất có cường độ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vùng địa chấn dãy núi Kilian. Và mức độ hoạt động địa chấn cao hơn đáng kể so với hồi tháng 2, tâm chấn nằm trong một khu vực ít dân cư hơn. Do thời điểm đó có tuyết rơi tại khu vực động đất nên đã gây ra những khó khăn nhất định cho công tác cứu hộ. Trận động đất đã gây ra nứt 67 hộ với 438 công trình bằng gạch và gỗ, 330 hộ với 845 nhà dân dụng và 34 trường trại, trong đó có 123 nhà trong 42 hộ cần phá dỡ và xây dựng lại, số nhà còn lại cần được gia cố. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 6,7 triệu nhân dân tệ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.